Chào các bạn trong chủ đề ngày hôm nay Thầy giới thiệu về chủ đề Chữ số tận cùng Trong chương trình luyện thi Vio à, Sẽ có tính chất sau Các bạn lưu ý này đó là gì? Là tích các số tận cùng là 1 Thì sẽ cho tận cùng là 1 1 x 1 x 1 vẫn được là 1 Hoặc 5 5 x 5 x 5 vẫn tận cùng là 5 hoặc tận cùng là 6 nhân với nhau 6 x 6 36 6 x 6 36 vẫn tự cùng là 6 đây là một tính chất quan trọng nha tính chất thứ hai là tích các chữ số tận cùng là 2 hoặc 3 7 8 thì chúng ta làm thế nào ta thấy này 2 x 2 là 4 đúng chưa 2 x 2 là 4 ta thấy nhé 2 x 2 x 2 x 2 2 x 2 x 2 4 tận cùng là là 6 và ta áp dụng tính chất trên. Do đó, chúng ta phải tách thành các nhóm 4 số, được chưa? Nhóm 4 số. Đấy. Thế 7 thì sao? 7 nhân 7 nhân 7 nhân 7 7, 7 7 7 4 9 9 9 8 1 tận cùng là là 1. Đây tận cùng là 6. Tức là 8. 8 nhân x 8 nhân 8 nhân 8, 8. 8 8 64 4, 4, 16 Đấy tự cùng là 6 Vậy ta Chính vì thế ta tách thành nhóm 4 số Được chưa Thế có thể à, Bạn lại đặt ra cho thầy một câu hỏi là gì Tự cùng là 1 rồi 2 rồi 3 rồi Thế còn 4 thì sao 4 ta thấy này 4 x 4 là 10 6 Đấy Do đó ta tách thành nhóm mấy đây Nhóm 2 Được chưa 5 rồi 6 rồi 7 rồi 8 rồi 9 Đấy Rồi 9 x 9 81 tận cùng là một ta tách thành nhóm nhóm hai vậy tóm lại là chúng ta có tất cả các chữ số rồi nhá tiếp này à đây đây bên dưới này đã ghi rồi tức là nếu mà tận cùng là 4 hoặc 9 thì ta tách thành nhóm nhóm hai đây là phần lý thuyết sau đây ta sẽ luyện tập khoảng 10 bài tập làm nhanh nhá